Nga và Ukraine đã tổ chức một cuộc trao đổi tù binh mới ngày 29 tháng 6. Đây là cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, với mỗi bên sẽ trao đổi 144 tù nhân. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, trong số 144 binh sĩ Ukraine được trả tự do trong đợt trao đổi này, có 95 người đã tham gia phòng thủ nhà máy Azovstal tại thành phố Mariupol và bị quân đội Nga bắt giữ vào tháng 5 khi pháo đài này thất thủ. Ngoài ra, có 43 binh sĩ thuộc tiểu đoàn Azov, một đơn vị bán quân sự đã hợp nhất vào quân đội Ukraine. Cả Nga và Ukraine đều bắt giữ nhiều binh lính của nhau kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2. Đầu tháng 6, Moscow cho biết nước này đang giữ gần 6.500 binh lính Ukraine. Các quan chức Ukraine trước đó thông tin khoảng 11 cuộc trao đổi tù nhân đã diễn ra giữa hai nước với hàng chục tù binh được trao đổi. Syria ngày 29 tháng 6 cho biết nước này đã chính thức công nhận độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng ở miền đông Ukraine. Như vậy, Syria, đồng minh của Nga, trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới công nhận độc lập hai vùng ly khai ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Trước đó, là Nga là quốc gia thành viên duy nhất của Liên Hợp Quốc công nhận độc lập của hai vùng lãnh thổ này. Ukraine đã lập tức chỉ trích quyết định này. Tổng thống Zelensky cho biết sẽ cắt đứt quan hệ với Syria, cảnh báo trừng phạt nước này và gọi động thái của Damascus là vô giá trị. Hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk được thành lập vào tháng 4 năm 2014. Nga công nhận độc lập hai vùng này hôm 22 tháng 2, chỉ hai ngày trước khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chiều 29 tháng 6, tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, các nhà lãnh đạo NATO đã ra tuyên bố chung công bố khái niệm chiến lược mới. Đây được xem là một bước ngoặt tại hội nghị tuyên bố khi đưa ra quan điểm mới về Nga và Trung Quốc, xác định các mối đe dọa và thách thức chính cho an ninh của khu vực, cũng như định hướng chính sách của khối trong những năm tới. Khái niệm chiến lược mới được NATO công bố sẽ là cơ sở cho mọi hành động của tổ chức này. NATO sẽ chuyển từ quan điểm gian đe sang vừa gian đe vừa phòng thủ, xác định 10 năm tới sẽ là kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược. Khái niệm chiến lược mới là quan điểm chủ đạo của NATO trong một thế giới nguy hiểm hơn và khó dự đoán. Chúng tôi sẽ thay đổi cơ bản về gian đe và phòng thủ với lực lượng phòng thủ tuyến đầu đông hơn và nhiều trang thiết bị hơn. Chiến lược mới bao gồm việc mở rộng quy mô lực lượng phản ứng nhanh của NATO từ 40.000 người hiện nay lên hơn 300.000 người, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ, nâng cấp các nhóm chiến đấu ở sườn phía đông lên cấp lữ đoàn. Theo đó, NATO sẽ có cuộc cải tổ lớn nhất về khả năng phòng thủ và sự hiện diện tập thể của Liên minh quân sự kể từ chiến tranh lạnh. Trong khái niệm chiến lược mới, NATO đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, tuyên bố động thái này đang phá vỡ hòa bình và làm thay đổi nghiêm trọng môi trường an ninh của Liên minh. Đáng chú ý, khái niệm chiến lược mới nhấn mạnh coi Nga là mối đe dọa trực tiếp nhất đối với an ninh và sự ổn định của các nước NATO. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể định nghĩa về Nga trong khái niệm chiến lược của NATO. Khái niệm chiến lược hiện tại của Liên minh quân sự NATO được thông qua tại Thượng đỉnh Lisbon 2010 với khách mời đặc biệt, Tổng thống Nga lúc đó, ông Dmitry Medvedev. Trong bối cảnh hòa hoãn thời điểm đó, khái niệm chiến lược của NATO đã xác định coi Nga là đối tác chiến lược, cùng nhau cam kết duy trì hòa bình tại châu Âu. Đến nay, điều này đã hoàn toàn thay đổi. Trên thực tế, quan hệ đối tác chiến lược đã tan vỡ kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Sau sự kiện đó, NATO đã triển khai các nhóm chiến đấu đa quốc gia cấp tiểu đoàn tại bán nước Baltic và Ba Lan là những thành viên NATO có chung biên giới với Nga. Chúng tôi đã thực sự chuẩn bị cho khả năng này một thời gian dài. Không phải NATO đột nhiên bừng tỉnh vào ngày 24 tháng 2 và nhận ra nguy cơ từ Nga. Thực tế là chúng tôi đã chuẩn bị cho nguy cơ này từ năm 2014. Đó là lý do tại sao chúng tôi tăng cường hiện diện ở sườn đông của Liên minh, cũng như bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng. Tuy nhiên, phản ứng trước điều này, giới chức Nga chỉ trích Thượng đỉnh NATO ở Madrid, cho rằng Mỹ và châu Âu đã quay trở lại khuôn mẫu lỗi thời từ thời chiến tranh lạnh. Tổng thống Nga ngày 29 tháng 6 lên án những tham vọng đế quốc của NATO. Ukraine và số phận của người dân Ukraine không phải là mục đích chung của phương Tây và NATO, mà chỉ là công cụ để bảo vệ lợi ích của họ. Lãnh đạo các nước NATO muốn khẳng định uy thế của họ, tham vọng đế quốc của họ.
Trong khái niệm chiến lược mới, NATO cũng lần đầu tiên coi Trung Quốc là mối đe dọa mang tính hệ thống khi cáo buộc Bắc Kinh sử dụng đòn bẩy kinh tế để tạo ra sự phụ thuộc chiến lược đối với các quốc gia khác và tăng cường ảnh hưởng của nước này. Dự án kính viễn vọng cực lớn ELT ở miền Bắc của Chile đã bước sang năm thứ 5 xây dựng và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2027. Nằm ở độ cao hơn 3.000 mét, ELT là dự án kính thiên văn quang học lớn và mạnh nhất trên thế giới, được kỳ vọng có thể làm tăng khả năng quan sát hiện có lên hơn 5.000 lần. Hiện tại, dự án đã đi được một nửa chặng đường với khoản tạm ứng là 40% và đang trong giai đoạn xây dựng bức tường chu vi để lắp đặt mái vòm hỗ trợ gương chính. Khi hoàn thành, ELT có một gương chính rộng 39,3 mét, bao gồm 798 mảnh gương lục giác cấu thành, được đặt trong một mái vòm khổng lồ có đường kính 85 mét. Nó sẽ có khả năng thu thập lượng ánh sáng nhiều gấp 15 lần so với kính thiên văn quang học mạnh nhất đang hoạt động và cung cấp hình ảnh sắc nét hơn 15 lần so với kính viễn vọng không gian Hubble. Kính viễn vọng cực lớn của ESO có kinh phí xây dựng ước tính khoảng 1.380 triệu đô la Mỹ và được tài trợ toàn bộ. Thưa quý vị, Sri Lanka sẽ ngừng cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện cá nhân từ ngày hôm nay cho đến ngày 10 tháng 7. Động thái này diễn ra khi mà nước này nỗ lực ứng phó với tình trạng thiếu hụt năng lượng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng. Chính phủ Sri Lanka thông báo sẽ đóng cửa các trường học ở các khu vực thành phố trong 2 tuần và chỉ cung cấp nhiên liệu cho các mục đích thiết yếu như dịch vụ y tế, tàu hỏa, xe buýt và các phương tiện vận chuyển thực phẩm. Quốc gia Nam Á này đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế và nợ nần nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ do tình trạng thiếu hụt ngoại hối khiến chính phủ không thể trả hết các khoản vay và nhập khẩu các mặt hàng cơ bản như thực phẩm và thuốc. Tôi đến đây từ nửa đêm để xếp hàng. Vậy mà lúc tôi đến, họ đã ngừng bán xăng rồi. Họ đưa cho tôi một mã khách hàng, nhưng tôi không biết là liệu cứ xếp hàng ở đây thì có nhận được xăng hay không nữa. Tôi đang ở trạm xăng, vợ tôi thì đang đi mua ga, hai đứa con thì mua dầu hỏa. Nhưng chúng tôi không mua được bất cứ thứ gì cả. Cả gia đình phải ra ngoài ăn. Nhưng cứ như thế thì chúng tôi lấy đâu ra tiền đây? Hiện vẫn không ai đứng ra nhận trách nhiệm cho việc này. Tờ Daily Mirror dẫn các nguồn tin của nghiệp đoàn tổng công ty xăng dầu Celen, nhà cung cấp xăng dầu chính tại Sri Lanka, cho biết đảo quốc Nam Á này hiện chỉ còn 1.100 tấn xăng và 7.500 tấn dầu diesel trong kho. Số nhiên liệu này là không đủ cho nhu cầu trong một ngày của nền kinh tế. Sri Lanka đã vỡ nợ các khoản vay nước ngoài vào tháng 5 sau khi không thể trả các khoản thanh toán lãi suất cho hai trái phiếu chính phủ trị giá 1,25 tỷ đô la Mỹ, trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á, Thái Bình Dương rơi vào tình cảnh này trong hơn 2 thập kỷ. Chính phủ Sri Lanka đang đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về khoản cứu trợ khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Sri Lanka cũng tìm kiếm khoảng 4 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ tài chính từ Ấn Độ và Trung Quốc để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.